Em Tuấn lên tiếp một em quạt Nhật cho bác nhé. Con này là con Nation. Con này em đã lắp biến thế đổi nguồn bên trong rồi. Biến thế tính đường kính của lồng này nó tầm hơn 40. Hơn 40. Đấy. Cánh ở trong thì chắc là 30 33 rồi. Con này là quạt nhỡ nhá, túc năng này. Năng bình thường. Ok chưa? Đấy bình thường này. Số 2, số 3, bình thường tất. Hẹn giờ, ok. Ok. Con Nationan nhỡ nhá. Đấy, đây. Đây là rút lên rút xuống này. Con này để cho bác 1 triệu 2. 1 triệu 200 nghìn. Nationan model F30N1L. Ghê chưa? Nationan. Đế này chắc là đường chiều ngang này là gần 30. Chiều sâu này 30. Nó tầm 28, 28. Đúng không?